Đây chiếc Belagos 820 ha các bạn. Đây chiếc Ford 5030 xuống rồi nè. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở dưới Thành Đức Gò Dầu các bạn. Thì hôm nay xuống đây quay máy chặt mía. Thì sẵn là quay phong với vườn 2 gấp bắp luôn ha. Chiếc này là bố hổm anh vô sơn cái cần lên luôn nè, sơn cần lại xe phong mà cũng xe phong cũng sơn cái cần lại, nhưng mà xe phong nó bị ba cái mía cháy nè các bạn, mía cháy bụi quá nên giờ nhìn thấy nó tối à. Mình đang đứng trên gió các bạn, nhưng mà nó nghịch sáng nha. Một chiếc tục bô, chiếc pho tục bô, còn chiếc có phong thì nó gắn cái bô hú đĩa bao tay rồi chứ đâu. Còn đây là heo bữa nay anh lớn rồi, đạp ảnh cũng được năm mấy rồi. Nghe nhức nách chứ phải chơi rồi, cái bồ nghe hú nhức nách luôn. Cháy lâu rồi nên nó hơi nhẹ các bạn, nhẹ nhẹ tấn à. Cái clip nó hơi cao à, cái clip nó hơi cao nên nó là qua clip mình đưa lên máy cài nó cũng hơi khó ha. Hổm này là mới chở hay gì? Bởi vì cái đám mía này cháy lâu rồi, nó mới chặt hết rồi. À, bốn bữa mới chặt.
luôn đó hả? À, à cháy hết đám này luôn. À. Hai chiếc hai bên, hai chiếc qua lên lượt ha, hai chiếc lên lượt quay cho các bạn xem. Chiếc này thì một cầu nha các bạn, một cầu phía trước quải là 8 tạ ha, tạ 20 kg. Bồ có ông Hồng à, các bạn thấy nghe biết có tay không? Chiếc tàu luôn. Xe bên thì năm rồi có chả mía, cũng năm rồi có chả. Nhưng mà hồi lúc gấp bắp thì ít đi theo ông Hồng. Hôm nay vô mía đi chừng chả tiếp ha. Chiếc phò nè, chiếc phò gấp này bữa mình có quay đăng lên bán nè. Cỡ sau này 30 luôn ha. Cỡ trước là 8.25 20. Mấy giờ về? Bữa nay là mấy giờ về? Dạ. Mấy giờ về? Nay con về. Nay con mấy tuổi rồi? Tết năm nay 16 tuổi rồi. Tết nay 16 tuổi rồi hả? 16 tuổi thấy nhỏ xíu con. Không 18 tuổi đó là chú vợ được ha. Vợ đâu cưới. Giá này 2 năm nữa cưới. Kêu anh Phong, kêu anh Phong làm mai cho. Anh Phong đi nhiều à, anh biết nhiều. Còn chưa có vợ nữa, đợi làm mai. Mà anh không có người yêu rồi. Đây thấy chiếc xe này mình thấy có cái đèn chạy sáng nè. Thấy chưa? Tập luôn hơn cái rồi. Bằng đèn chạy sáng lắm. Cái này là cái bát bảo vệ luôn nha, bảo vệ đừng cho cây đồ quẹt vô luôn nè. Có hai cái đèn trên ha, hai cái đèn trên, hai cái đèn này và cái đèn nhỏ này. Cặp đèn này sáng dữ không? Sáng dữ không? Sáng rồi. Đó. Cặp đèn này ta cũng hay chơi xe máy. Xe máy nó gọn hơn. Chứ này đời lẻ 6 à. Đời 2 lẻ 6. Cặp đèn đó mình gắn nhiêu tiền đó? 450 à. Quá xe phong ngang trước đầu luôn á. Đúng không? Ủa này với mấy cài có mình xe cưng hả? Vô à, để nó rớt xuống. Này à, mía cháy với mía này mía vụ ba đó, nó là anh em ta đồ phá luôn ha, phá trả đất luôn. Trồng một vụ bắp nó là trả đất nha. Nên nó là cái mía nó cũng ngắn nó xấu. Ê có khi nào rớt xuống không? À, đó dằn nó lại.
đất nó muốn rớt xuống rồi nè. Tại vì nó không có lá nó trơn á, nó dễ rớt ha. Đứng đây hư bụi chút rồi. Bữa mình tra thông số chiếc kho đó như bao nhiêu mình quên rồi, như chiếc kho 5030 này hình như là nó được 60, hình như 62 HP các bạn. Như 62 HP ha, bốn máy có turbo ha. Còn chiếc công phong thì nó có 3 máy thôi, 3 máy với lại nó có 50 HP à. Nên là chiếc kho nó mạnh hơn nhiều ha. Trong mấy chiếc này mình quay cũng nhiều các bạn thấy cũng quen quá ha. Dàn phong nó đá cái này vô nè. Đây con chiếc chả mọt vô nằm không biết xe của ai. Không có biết xe ai luôn ha. Nó mắc của gia xe của Di Lê hay gì vậy? Chiếc đó mọc cầu luôn nha. Mọc cầu với của Di Lê là mình quay hai chiếc 800 á. Đi chơi rồi. Hai chiếc 800 không? Hai chiếc 800 không? Hai chiếc 800. Hả? À. Nó sâu với lại nó cái đất giờ nó khô cứng quá đó. Nó sâu với nó khô cứng quá, chạy qua cái lô gấp lên trên cái xe nó cực. Ê Phong, cái này mà tìm cách làm sao mà chiếc xe nó đậu ngang ha. Đậu ngang giống như xe tải vậy đó, gấp nhanh lắm. Đậu ngang được, mà đậu ngang cái xe này nó khó lên lắm. Khó lên hả? Mới chạy ngang bước đầu. Bước đầu cái này mệt rồi. À, xài bước đầu. Chứ đúng là mấy chiếc Camaz nó đậu ngang nó xong nó gấp nhanh dở mang luôn. Ừ. Nãy trên kia chiếc gấp ngược đó gấp nhanh giá mang luôn. Ờ đúng rồi. Nó về xuống nó chỉ gấp lên, về xuống gấp lên làm nhấp nháy luôn trời. Nó đúng rồi. Đậu nó kéo gì vậy rồi. Xuống chơi à. Quay luôn. Đang đi chạy á. À. Đó, lâu chạy này nó dốc chơi. Chắc đi kéo gì anh chạy, kéo gì anh chạy về ngang á. Đi kéo cái mày á. À. Đi kéo cái mày nè. Đi kéo cái mày vậy.
Còn quạt gió nó mát không? Mà anh nói gắn quạt gió bự, quạt gió của cái cục nóng á. Cái đó nó không mát bằng ai. À. Kiểu gì? Nó bự chứ nó. Kiểu này nhỏ mà tua nó lẹ đúng không? Nó cũng cái hột cũng nó lớn nha. À. Mì á, trên xe anh chứ còn mớ đọc mì rồi. Cái cây mì phải không? Như là anh chiên bên cây mì đúng không? À, 800 một cầu ha. Thử càng á, thử càng á. Chàng pin nhắm tới. Đi kéo cái mì hả? À? Giao đâu đi đường này về hả? À? À, giao bến cầu hả? Giao bến cầu về. 800 một cầu. Ảnh tới hai chiếc nữa nha, hai chiếc 800 luôn. Hả? À, tới hai chiếc 800 một cầu rồi các bạn. Ở đó mình cũng có quay rồi ha. Rồi sau Otani luôn nè, 18-430. Giỏ giỏ hông bự. Ta coi hông nè, hông lớn ha. Hông lớn nhìn đá ghê luôn ta. Rồi các bạn thấy hông lớn không? Hông lớn nhìn lớn ghê luôn ha. Thiếu nước rồi. Không lớn, không lớn nhìn đã thôi chứ. Cái mâm này mà anh, mâm này mà anh mới sơn lại về đẹp dữ vậy nè. Mâm sơn lại. Thì sao cũng khô ráo sạch sẽ đẹp ghê ha. Lê Di. Cái một này chắc 5 mét thôi. Cầu bọng nè. Vỏ mọt cũng nhìn cũng còn rất đẹp luôn. Tại nay vô vụ rồi ha. Mà anh chuẩn bị kéo nay mía chặt cũng ít đó. Chứ còn là vô vụ là anh cũng kéo mía. Vỏ này vỏ mâm 11 phải không ạ? Vỏ 11. Mọt lớn nhìn thấy mọt 5 mét nhìn lớn ghê ha. Tuồn cao. Bình ắc quy, bình là bình ghê ớt luôn. Hết, để trên xe anh treo cái gì vậy? Gấu chìa khóa dùm lum chờ. Đây này, đây là 2 lá 7 ha. Cái mía nó ngắn quá, cái đít muốn chạy xuống luôn nha các bạn. Hello bơ chạy cho phải rớt, nó rớt cái đít đó. Đây nó ngắn quá, chắc cái đít thôi chắc hả. Video mình kết thúc đây nha các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Giờ
mình lên quay chiếc MF 4708 tài xế chơi các bạn. Cài ha, cài chảo 7 của chú chính mình nha. Rồi, tao chào các bạn nha.